Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì mình lại tiếp tục làm clip ép đồ. Thì các bạn thấy đấy, hiện tại là mình ép đồ là toàn là full HD không chai gì cả. Cứ có gì thì tàu cái đó thôi. Tuy nhiên thì nói trước các bạn là ép đồ là nó là random hay xui nữa. Cho nên không có một cái gì gọi là chắc chắn cả. Nó sẽ có những cái tùy biến và những cái bất ngờ xảy ra. Việc chúng ta dự đoán là một chuyện bình thường, nhưng có những cái sự sai sót là chuyện bình thường. Chưa nói tới cái chuyện là rớt và mất đồ, có nghĩa là chúng ta sẽ mất luôn cả huyền tinh, cả phôi, cả đồ các loại các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu ép đồ. Thì mình sẽ ép cây chùy. Mình sẽ ép cây chùy các bạn nha. Cây chùy đây sẽ có nhóm 5 dòng option, gồm có là dòng sát thương vật lý phần trăm, dòng băng sát này, mình mua toàn phôi VIP không các bạn này. Đó, dòng băng sát ẩn 1, dòng hút sinh lực hiện 2, dòng kháng hỏa hiện hai đó, mình mua tàng kháng hỏa cực cao không à, phải nói là full VIP không ấy, và cuối cùng là dòng độ chính xác là hiện 3 đó. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu ép các bạn nha. Bây giờ mình sẽ mua và lấy phôi, mình sẽ lấy ra này, sẽ mua cục đá hiện 1 trước này, và mình sẽ mua 8 viên tử thủy tinh. Clip này mình sẽ ép full tử thủy tinh các bạn nha, full tử thủy tinh tại server Thành Đô. Bây giờ thì mình sẽ lấy phôi, mình sẽ bỏ huyền tinh 5 vào đá hiệu 1, và mình sẽ bỏ 8 viên thủy tinh vào để mình sẽ lấy phôi hiệu 1 là sát thương lý phần trăm đấy. Và chúng ta sẽ lấy, chúng ta sẽ có phôi cấp 5. Bây giờ thì mình đập vào thì mình sẽ mua 8 viên thủy tinh. Rồi, bây giờ mình sẽ đập ám nạm cái dòng đầu tiên là sát thương lý phần trăm 6x các bạn. Tuy nhiên thì nó là gọi là hay xui nữa. Nó có thể là 61, có thể là 70, nó chạm mốc thì là 70. Cái này thì hay xui các bạn, chứ cũng không ai đoán trước được điều gì. Tuy là chúng ta lựa chọn phôi cao đấy, nhưng mà mọi thứ hay xui. Xui đến mức độ là nó có thể rớt vào mid được các bạn. Đã thành công, thật là may mắn các bạn. Đấy, sát thương vật lý 62% này, các bạn thấy không? Mình đã lấy sát thương vật lý cực kỳ cao luôn rồi. Nó là cái dòng cao nhất có thể rồi mà nó vẫn xịt. Cho nên cái này ép, cái này là random các bạn. Không ai nhận định được điều gì xảy ra cả. Dòng thứ hai, mình sẽ ép băng sát ngoại công. Hệ thủy. Mình sẽ lấy rồi dòng hiện hiệu 1 ăn 1 các bạn, dòng ăn 1. Và bây giờ mình sẽ ép lấy phôi trước. Quan sát gọi công 58 là cao lắm rồi đấy các bạn. Mấy cái phôi này toàn là tiền không là tiền à. Và bây giờ mình sẽ đập vào với 8 viên thủy tinh. Ám nạn. Rồi. Hiện tinh cấp 5 các bạn, đập vào. Thành công, băng sát lên 77 các bạn. Thì cái băng sát này thì từ cơ bản là nó trên 73 là được, bởi vì nó là móc. Trên 73 là được, này 77, nhưng mà sát thương vật lý phần trăm thì nó lại rớt bùng ở chỗ đó. Còn về hút sinh lực, chúng ta sẽ lấy dòng hiện hai. Giờ mình sẽ ép dòng hút sinh lực ạ. Sinh lực thì mình chỉ ép 5 thôi, ép hút sinh lực 5 thôi. Đây, dòng hút sinh lực của mình sẽ lấy phôi 4 là đủ rồi. Và mình sẽ khảm vào full thủy tinh các bạn nha. Rồi, khảm. Thành công. Wow.
Xuân Lộc 6 luôn các bạn. 6 luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ ép kháng hỏa. Vẫn là full thủy tinh các bạn. Rồi mình sẽ lấy, à mình chưa mua phôi. Chưa mua phôi để thủy. Mình sẽ lấy cái dòng ẵn 2 với huyền tinh 5. Rồi ẵn 2 các bạn, ẵn 2 huyền tinh 5 để thủy. Lấy thì nó sẽ là chúng ta sẽ được phẩm chất 5 và chúng ta sẽ ghép vào với full thủy tinh. Rồi bây giờ mình sẽ khảm vào các bạn nha, khảm vào vào huyền tinh 5, phòng hỏa 5, phòng hỏa phẩm chất 5 và full thủy tinh. Không biết là phòng thủ kháng hỏa là 19 hay 21 đây. Đấy, các bạn thấy không, cái này đó mình tính là mình sợ là băng sắt nó rớt dưới 73, à, tại vì có một lần mình ép là băng sắt nó 72 rồi ói luôn, à, nhưng mà may mắn có một lần mình ép là xác thực lý phần trăm là 70% và băng sắt 73 hụt luôn đó các bạn, kinh khủng luôn. Băng sắt lên cao nhưng mà sát thương nó hơi rớt, hơi tiếc một tí. Phòng hỏa bây giờ mình sẽ ép kháng hỏa vào, thao tác thành công, may mắn là thành công đấy các bạn, chứ nó rớt thì khóc luôn. Ui mình lấy phôi 19 rồi nhưng mà vẫn không lấy được 21, các bạn thấy không, mình đã lấy phôi 19 rồi đấy, là phôi cực kỳ cao rồi đấy. Giờ mình sẽ lấy cái cuối cùng. Rồi không bị hố rồi, bị hố rồi, bị hố rồi. Thiếu cục đá rồi các bạn ơi, thiếu cục đá hiện hai rồi, giờ không biết sao đây. Thôi để mình ra mua đi. Thiếu cục đá các bạn. Khổ thật. Nó lại hụt một tí. Mấy bữa là mình thấy có một số bạn là ngồi ở đây bán đá này, bán phôi này, nhưng mà hôm nay là không thấy. Được, để mình qua mình giao dịch à, ba kim lấy cho nó bị hụt, bị hụt. Bị hụt một tí. Rồi đi qua phượng tường các bạn, qua phượng tường mượn, mượn đưa em ba kim. Nói thì nói vậy thôi chứ lỡ mà nó xịt nó rớt thì nó còn thiếu nữa. Đúng không các bạn? Nhưng mà mình cần để mình xài trước đã. Là đủ rồi. Rồi bây giờ sẽ ô bị cắt góc ta. Không nội lực này, nhưng mà đường môn phi tiêu thì ít ít người chơi đường môn lắm, thành ra là cái vũ khí này nó đã bị khống chế và hạn chế lại. Ok. Rồi chạy tốc độ thôi các bạn, sau rồi lại thợ rèn này là ép luôn, ép nốt cái dòng cuối cùng. Rồi đấy hiện ba. Rồi, lại đẩy luôn cái dòng cuối cùng các bạn có thể đọc. Độ chính xác nó sẽ từ 150 cho tới 180.
Mình sẽ lấy này. Rồi mình lấy phone 130 mấy là ngon rồi đấy các bạn. Rồi, và bắt đầu mình sẽ khảm luôn. Rồi, khảm luôn các bạn nha. Khảm luôn. 170, 180 là ngon. Wow, 175 luôn các bạn. Cái độ chính xác nó nằm ở 150 cho tới 180. Và thật sự là đã chạm đến mốc 175. Là gần mát rồi đấy các bạn. Ok. Và cái chì của mình, có việc ép cái chì của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cũng như ủng hộ mình. Anh em nào có thắc mắc gì về ép đồ, các bạn có thể IP trực tiếp cho mình. Mình cần thì mình sẽ ép thuê, ép hộ các bạn, cũng không thì các bạn có thể tự ép. Bởi vì nói thật các bạn, đây là một cái ép lên đầy đủ này. Nếu như trong quá trình ép các bạn rớt xịt một dòng này là nó sẽ mất nguyên cái số tiền các bạn ép. Xịt dòng nữa, rớt nguyên số tiền. Có nhiều bạn nhờ mình ép ra đến mức độ các bạn biết sao không? Cái dòng tốc độ đánh đầu tiên ép rớt 5-6 lần, cuối cùng là nản là không ép được luôn. Bởi vì đâu phải dễ lúc nào nó cũng lên đâu. Những anh em nào ép rồi thì các bạn sẽ thấy không dễ dàng gì mà nó lên. Đôi khi nó lên, nó may mắn nó lên, đôi khi nó xui nó rớt là chuyện bình thường. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và anh em nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào anh em.